nằm ở trung độ của đất nước, cách thủ đô Hà Nội 764 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam. Đà Nẵng còn là trung điểm của 4 di sản văn hóa thế giới nổi tiếng là Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh điện Mỹ Sơn và rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thành phố Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đến các nước vùng Đông Bắc Á. Dự án The Empire nằm trong một tổng thể liên hoàn với các khu vực nổi tiếng lân cận, các địa điểm quan trọng phổ biến nhiều người biết tới như sân bay quốc tế Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, đèo Hải Vân, cầu sông Hàn, bán đảo Sơn Trà và thánh địa Mỹ Sơn. Dự án với những hạng mục được sắp xếp thiết kế liên thông với nhau, trải dài từ phía đông giáp với biển, khu resort 5 sao, khu biệt thự biển, căn hộ cao cấp, tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn, rạp chiếu phim, khu nhà câu lạc bộ, tuyến phố đi bộ, khu biệt thự sinh thái, hai bên bắc nam giáp với hai sân golf, khu phố hoa, quảng trường nhà hát lớn, khu dịch vụ công cộng, biệt thự sông, căn hộ cao cấp và phía tây giáp với dòng sông cổ cỏ hiền hòa trong xanh. Cổng chính được thiết kế bởi các mái vòm Roman với chất liệu đá cẩm thạch với nhiều sắc độ. Qua một đại lộ với hai hàng cây lớn, chúng ta sẽ tới khu trung tâm Clubhouse, được thiết kế dựa trên ý tưởng bông hoa sen nổi lên trên mặt nước trong xanh. L'idea progettuale è si rifà agli elementi principali della tradizione architettonica italiana e rivisitandoli in chiave contemporanea. Il cuore del progetto è la passeggiata centrale, che si sviluppa lungo un canale artificiale delimitato da edifici a schiera che sono composti tra di loro in modo da creare una facciata continua che fa da sfondo scenico per le canali. Il linguaggio architettonico fa riferimento alla tradizione veneziana, soprattutto nell'uso delle forme, dei materiali, degli elementi architettonici, possono essere il portico e la loggia, creando così un contesto ambientale di grande pregio in cui si inserisce il disegno paesaggistico del canale, che è arricchito poi da elementi come statue, oggetti d'acqua, il contestile veneziano. Questo percorso paesaggistico si apre quindi nei punti nodali delle piazze, dove gli spazi si allargano per ospitare gli eventi come le manifestazioni artistiche e culturali. Là một tuyến phố đi bộ với dòng kênh ở giữa mang hình ảnh của thành phố Venice. Chính vì vậy, các công trình kiến trúc ở đây được thiết kế dựa trên cảm hứng từ phong cách truyền thống Venice. Từ hình thức kiến trúc, các mái vòm, hành lang đi bộ, các loggia, đến cách sử dụng vật liệu. Các nhà biệt thự liền kề được thiết kế kết nối với nhau liên hoàn, làm nền cho tuyến phố đi bộ trung tâm. Với cách thiết kế này, ngoài hiệu quả thẩm mỹ, hành lang đi bộ được tạo ra bên dưới các loggia sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, nhà hàng, cửa hiệu trong mọi điều kiện thời tiết, nắng. Các hoạt động này được mở rộng ra trên các terrace dọc trên kênh. Giá trị mỹ quan của con kênh được nâng lên bởi các tiểu cảnh, vòi phun nước, tượng cổ, một chiếc cầu phong cách Venice trên nền của một dải cây xanh. Chính giữa tuyến phố đi bộ là quảng trường Vivendi, được bao quanh bởi 4 tòa nhà cao tầng, tượng trưng cho bản giao hưởng 4 mùa, bản nhạc nổi tiếng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Ý Antonio Vivaldi. Tiếp theo, tuyến phố đi bộ dọc kênh dẫn ta tới quảng trường Fontana, với một hình thức kiến trúc gợi nhớ tới nhà hát ngoài trời của Vitruvius. Du khách tới đây sẽ không quên ném một đồng xu xuống hồ nước tại quảng trường Fontana như một cam kết sẽ quay trở lại một nơi tuyệt đẹp và thơ mộng. The Empire.